Sau khi mua móng giò, tuyệt đối không được trực tiếp nấu luôn. Đó là cách làm cực kỳ sai lầm. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cách làm chuẩn nhất, đảm bảo móng giò vừa mềm vừa đậm đà. Trước tiên cho móng giò đã làm sạch vào nồi nước, cho thêm hành, gừng, rượu gia vị để loại bỏ mùi tanh. Luộc đến khi thịt săn lại thì vớt ra nha. Các bạn phải nhớ là dùng nước nóng để rửa sạch móng giò, nếu không hầm lâu sẽ bị nát mất, ăn vào sẽ dễ bị rắc răng. Đợi dầu trong chảo nóng thì cho móng vào đảo. Mỗi ngày mình đều chia sẻ cho mọi người các bí kíp nấu ăn ngon, các bạn mau follow mình đi. Sau này muốn ăn gì mà không biết nấu thì có thể tìm đến kênh của mình nhé. Đảo đến khi bề ngoài hơi hơi ngả vàng, cho tỏi, gừng, hồi, lá nguyệt quế, vỏ quế, ớt khô, đường phèn, xì dầu, tương đen, dầu hào. Một lon bia giúp làm mềm thịt còn có tăng thêm hương vị cho món ăn. Cho một lượng nước vừa đủ, nhớ là đừng để mực nước vượt quá móng giò, để nắp rồi mở lửa nhỏ đun 50 phút. Tiếp tục cho thêm ớt và tỏi vào, rồi mở lửa to cho nước sốt quánh lại là được. Cách này móng giò sẽ vừa mềm vừa thơm, đảm bảo cực kỳ đưa cơm.